Đây các bạn, đây là một cái bài cá mà chiều nay Thành quay cho một cái anh khách hàng. Conebo Cooper Galaxy Gold cam các bạn nha. Đó, rất là whip. Em cá trống này cực kỳ whip luôn. Mà ở đây thì Thành anh bán cá bầy, các bạn đã biết rồi, nếu mà các bạn đã mua cá chạy cá beta Thành anh một lần rồi đó. Thì cá bầy thì Thành anh không bao giờ lựa ra các bạn nha, không bao giờ lựa đẹp ra. Đó. Cá như thế này thôi. Cá đổ màu lên màu như thế này Thành điếm, còn xeo lô như thế này. Xeo lô như thế này và xanh như thế này Thành không điếm các bạn nha, không điếm. Bỏ ra hết. Chỉ điếm lên màu như thế này thôi các bạn. Đó, chỉ điếm lên màu như thế này thôi. Đây. Cực kỳ đẹp chưa các bạn. Bài này thì Thành anh chiều nay quay cho khách hàng. Cực kỳ quý các bạn nha. Số lượng 150 em. Thành anh báo đủ từ 150 em các bạn nha. Các bạn thích thì báo Thành báo giá cho mình các bạn nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục Thành Anh lên một cái lô cá cho tất cả các bạn lựa chọn, các bạn đem về các bạn trải nghiệm, các bạn ép làm giống các bạn nhé. Thì trong cái lô này thì Thành Anh lên có nhiều cái mức giá khác nhau và Thành Anh cũng không có để giá lên clip đâu các bạn nhé. Lý do là hiện tại Thành Anh bán sỉ rất là nhiều, anh em mua đi về tự form lại và tự bán lại rất là nhiều nên Thành Anh không có để giá lên đây. Và hầu như nếu mà các bạn nào quan tâm đến anh em nhà Thành Sóc Trăng, quan tâm đến kênh BVT khám phá sở thích, inbox cho Thành Anh thì Thành Anh sẵn sàng để cái giá gọi là giá sỉ cho mình các bạn nhé. Và chính vì lẽ đó thì Thành Anh không có để giá lên trên những clip này. Các bạn vui lòng inbox cho Thành Anh nếu có nhu cầu mua cá các bạn nhé. Trước mặt của các bạn đây là cặp mã số 01 trong cái lô này. Cặp này là cặp koi Nemo Galaxy Gold đi theo tông ghét các bạn nha. Tông đỏ nó chiếm khoảng 80% trên cơ thể của em nó, tông Nemo chiếm khoảng 20%. Đó là phần đuôi, phần kỳ và phần vây trên. Đây là em cá trống này các bạn. Em cá trống nó đỏ tươi ha, tông đỏ và tông cam Nemo ha, chỉ có hai màu cơ bản và Galaxy Gold cực kỳ nét các bạn. Khăn hoàng của nó rất là tròn nha. Form cá rất là đẹp. Và bên dưới này là em cá mái nè các bạn. Đây, em cá mái cam đỏ theo tông của em trống các bạn nha. Đó. Em cá mái này bụng đã có trứng rồi, còn về các bạn dưỡng lên căng trứng ra hả ép các bạn nha. Em mái này về các bạn form chắc khoảng 5 đến 10 ngày các bạn hả ép thì lúc đó nó sẽ tốt nhất ha, bụng căng trứng trứng già đi. Mình ép giá rất tốt rồi. Đó, em mái rất còn nét các bạn. Đây là cặp mã số 01, các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nhé. Đây các bạn, trước màn nhỏ của các bạn đây là cặp mã số 02, cặp koi Get Galaxy Gold Cooper, cặp cá tơ các bạn nha. Và cái lứa này thì Thành Anh đem lên cho tất cả các bạn cũng là cái lứa tiêu chuẩn làm giống nha các bạn nha. Và cái mức giá thì nó cũng không có đồng nhất giữa cặp này với cặp kia đâu các bạn. Thì nếu mà các bạn thích cặp nào inbox cho Thành Anh cặp đó. Cái cặp mã số 02 này Thành Anh liên tưởng đến cặp số 6 mà trước đây Thành Anh đã đăng lên kênh BVT khám phá sở thích thì được anh em rất là ưu ái và chọn lựa. Đồng giá Thành lựa đồng giá, đồng chất lượng chắc khoảng 6-7 cặp gì đó các bạn. Cái cặp đó chú Liêm, Thành Anh nhớ không làm là chú Liêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ cho Thành Anh ngay dịp đầu khai trương ha, mở hàng cho Thành Anh luôn và rất là đắt các bạn. Và nếu mà chú xem được clip của Thành Anh thì rất là cảm ơn chú ha, đã luôn ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng trong suốt gần một năm qua. Năm nay là năm thứ hai rồi. Rất là cảm ơn chú nha. Và cũng rất là cảm ơn anh em từ Bắc vào Nam, từ các vùng miền ra nước ngoài luôn, đã rất là nhiệt tình ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng. Và hy vọng rằng trong năm tới đây, năm 2022, tất cả các bạn cùng đồng hành với anh em nhà Thành Sóc Trăng nhiều hơn nữa các bạn nhé. Đây là cái cặp cá cực whip các bạn nha, coi Get Galaxy Gold Cooper. Và các bạn nhìn thấy em cá trống đây, tơ măng à các bạn, tơ măng à, nó phun màu, còn đậm màu thì chưa đâu. Và đây là em mái nè các bạn, nhìn thấy em mái không, đuôi star tia và em trống cũng vậy, màu rất là tốt ha.
chúng ta đừng mất thời gian để nuôi những cái cặp cá và ép ra những cái bầy cá mà nó kém chất lượng. Thế bây giờ nếu mà chúng ta chưa có đủ tài chính thì chúng ta để dành ha, lấy một cái cặp cá VIP về mình chơi, nó cũng không có trên là mấy khi mà mua tại chạy cá Beta Thành Anh các bạn nhé. Ở đây thì Thành có đủ giá luôn, nếu mà các bạn cần cứ việc inbox của Thành, Thành sẽ tư vấn cho mình các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc mạnh nhỏ của các bạn đây là cặp mã số 03, cặp cá cực kỳ tơi các bạn nha, Koi Yellow Cooper Galaxy Gold. Thì nhiều anh em hỏi Thạch anh ơi, tại sao mà cái bộ đuôi với bộ kỳ trên và dây dưới của nó là có màu đồng ha, màu xám đồng. Thì về cơ bản các bạn, nếu mà các bạn nào đã chơi Koi Yellow rồi đó thì sẽ thấy nó khác hơn rất là nhiều ha. Các bạn thấy cái bộ đuôi nó là màu xám đồng. Em cá này là em cá tơ các bạn, nó mới có full màu thôi, đậm màu thì chưa đâu các bạn nha. Trước mặt anh của bạn đây là em cá trống đây nè. Đó, nó đậm màu thì cái bộ đuôi nó sẽ màu đồng ha, xám đồng ha, màu vàng của nó lên rất là đậm. Màu vàng của nó lên nó đậm, và Galaxy trên mình của nó kìa các bạn nhìn thấy không? Rất là dày, rất là đặc luôn. Và em máy cũng vậy các bạn, đây là em máy đây. Đó. Em có máy nè, hơi nhát các bạn nha, bởi vì khi mà bỏ vô gặp em trống đó, những em máy tơ đó, nó sẽ gục gà lắm. Đó, một cái cặp cá như thế này các bạn, nó rất là tơ. Em cá trống và em cá máy vừa tròn 4 tháng tuổi các bạn nha, vừa tròn 4 tháng tuổi nó rất là tơ luôn. Và ở đây Thành muốn đem lên chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái cặp cá tơ đem về chúng ta trải nghiệm nuôi lên và làm giống các bạn nha. Đây là cặp cá tiêu chuẩn làm giống, và cái thể loại này thì Thạch Anh không có bán cá bầy các bạn nha, chỉ form phục vụ cho anh em biết chơi các bạn nha. Thể loại này rất là quýp. Chiếc mạnh nhỏ của các bạn đây là cặp cá mã số 04 các bạn nha. Thạch Anh đổi tông qua tông đỏ một chút xíu các bạn nha, từ vàng đổi qua đỏ, những cái màu sắc rất là phổ biến, rất là đẹp ha. Đây là cặp Koi Z Galaxy Gold Cooper, và đây là em cá trống đây các bạn. Cái Galaxy trên mình của nó thì dày đặc các bạn nha, dày Cooper lên rất là mạnh luôn, màu rất là tốt. Đặc biệt là cái bộ đuôi có star tia, và kỳ trên nó cũng có star tia, rất là nét. Đây các bạn, nhìn thấy ghiền luôn các bạn nha. Và bên dưới đây là em cá máy nè các bạn. Em cá máy cực kỳ tơ nha, cực kỳ tơ, bụng đã có trứng rồi. Những em cá này thì Thạch Anh không có form cho nó căng trứng đâu các bạn nha. Thứ nhất là nếu mà chúng ta form căng trứng gửi đi nó sẽ bị xì trứng các bạn nha, gửi đi nó sẽ bị xì trứng. Và Thành trước Tết thì Thành cũng bị một hai đơn đó, gửi đi cá máy căng trứng quá nó bị xì trứng ở trong bọc luôn, thì nó cũng không có tốt các bạn nha, nó cũng không có tốt. Thành ra là Thành Anh form cho máy có trứng thôi, rồi trứng đã xệ xuống thôi, còn lại thì các bạn đem về các bạn form. Em máy này các bạn form khoảng 5 đến 10 ngày là ép được rồi nè các bạn. Đó, cặp cá cực kỳ chất lượng luôn nè các bạn, mang mã số 04 các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp cá mã số 05 các bạn nha, cặp Koi Nemo Galaxy Gold, và đây là em cá trống nè các bạn. Em cá trống nó có hai tông màu cơ bản, đó là tông ghét và tông cam của Nemo. Và Galaxy trên mình của nó thì Galaxy bọt bố trí từ nắp mang cho đến chót đuôi các bạn nha. Chót đuôi của em nó thì Statia Gold đó, màu rất là tốt nè các bạn, em trống. Và bên đây là em cá máy đây các bạn nha. Em cá máy thì cũng có hai màu cơ bản của Nemo, đó là ghép và cam. Galaxy trên mình của nó là Galaxy Gold, bụng đã căng trứng. Đây là một cái cặp cá cực kỳ tơ để phục vụ cho anh em về ép liền. Đó. Thì như Thạch Anh đã chia sẻ ở đầu clip, thì trong clip này Thạch Anh có lên những cái cặp cá tầm trung, những cái cặp cá khá, những cái cặp cá whip cho anh em dễ lựa chọn. Vì hồi đầu Tết tới giờ thì Thạch Anh chỉ lên toàn bộ là cá giống cho tất cả các anh em lựa chọn thôi. Một số anh em thì tài chính hơi thấp một chút xíu, thành ra là không có thể nào mà chọn lựa được, và có yêu cầu cho Thạch Anh quay những cái cặp cá tầm trung, những cái cặp cá khá khá hơn một chút xíu thôi, với cái giá cực tốt cho anh em chơi và lựa chọn. Thì trong clip này Thạch Anh sẽ lên cho tất cả các bạn dễ lựa chọn các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích những cái cặp cá như thế nào cứ việc inbox cho anh, Thạch Anh sẽ tư vấn và lựa cá cho mình các bạn nhé. Chiếc mạnh nhỏ của các bạn đây là cặp cá mã số 06, cặp cờ Việt Nam các bạn nha. Đỏ, vàng. Đây. Đây là em cá trống Koi Nemo Galaxy các bạn nha. Đó. Và em nó đỏ như thế này nè các bạn. Và vàng như thế kia. Đó các bạn nhìn thấy không? Và bên đây là em cá máy các bạn nha. Em cá máy theo tông cũng đỏ vàng luôn. Vàng chiếm khoảng 90-95% cơ thể của em nó. Một cái cặp cá tông sạc tông về màu sắc các bạn nha. Phối màu rất là tốt, màu chia rất là tốt luôn nè các bạn. Em cá trống này. Cam vàng đỏ tươi, bên kia là cũng cam vàng đỏ tươi. Em máy này,
bụng đã căng trứng rồi, một cặp cá cực kỳ vip các bạn nha. Em nói mang mã số 06, các bạn thích tiền bóc cửa hàng các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn, đây là cặp cá Zan các bạn nha. Coiget Galaxy Gold Cooper Zan, Zan Beta. Đây các bạn nhìn thấy em cá trống khổng lồ luôn các bạn ha. Size form gấu cực kỳ to và cực kỳ đẹp luôn nè các bạn. Cái bộ đuôi không chơi vào đâu được các bạn nha. Cái bộ đuôi của nó là superstar luôn. Đó. Star tier rất là nét các bạn nha. Và bên ngoài là em cá máy nè. Em cá máy thì nó to bằng với em cá trống bình thường không gian các bạn nha. Đó. Và rất là tơ luôn các bạn nhìn thấy không? Nó mới có full màu thôi, đậm màu thì chưa đâu. Cái bộ đuôi nó còn thiếu nữa kìa các bạn. Đó. Máy gian các bạn nha. Và đây là em cá trống này. Em cá trống tai bơi full. Dãy Galaxy cực kỳ ngầu. Và cái bộ form, bộ màu của nó kìa các bạn. Gắt chưa? Cái thể loại này thì trước đây thì Thạch Anh chỉ quay theo yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài thôi các bạn, và một số anh em ở trong nước yêu cầu Thạch Anh quay thôi thì Thạch Anh mới quay. Và nhân tiện trong clip này thì Thạch Anh đem lên quay một số cặp cho tất cả các bạn xem luôn ha. Nó chất lượng như thế này. Cá gian như Thạch Anh đã chia sẻ, có một cái bài viết về riêng về cái loại cá gian. Ô, nó cắn kìa, nó hung lắm các bạn. Cá gian không phải là cái loại cá mà nuôi lâu ngày dài tháng nó to gọi là cá gian các bạn nha. Nó là một cái loại giống và gen cá khổng lồ, cá lớn các bạn nha. Đó. Ở đây thì anh chia sẻ, nếu mà các bạn nào chưa tìm hiểu thì cứ lên BBT khám phá sở thích, thì anh có một clip nói về cái thể loại này. Các bạn thích thì bóc cửa anh các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp cá mã số 08 các bạn nha. Tiếp tục là cặp koi Yellow Galaxy Gold Cooper. Các bạn nhìn thấy nó quấn quýt nhau, màu vàng lúc nào cũng nhìn thấy bắt mắt các bạn nha. Lúc nào cũng thích màu vàng, thích vàng các bạn nha. Ai nói sao chứ Thạch Anh với lúc nào cũng phải thích vàng các bạn. Đây nó đây, một cái cặp cực kỳ chất lượng chưa, vàng tươi ha, rất là tơ các bạn nha, rất là tơ. Đây là em cá trống nè. Và bên trong là em cá máy nè các bạn, bộ đuôi Cooper lên rất là mạnh các bạn nha. Đó, rất là whip luôn. Cái cặp này nó theo với nhau luôn rồi các bạn nha, lựa rất là hay. Hai cặp cá bỏ vô một cái là so kè, có thể dễ ép được luôn rồi. Cặp cá mang mã số 08 các bạn nha, coi Yellow Galaxy Gold Cooper. Các bạn thích thì inbox cho Thành. Nếu mà các bạn nào đến sau những cái cặp cá mình ưng ý đã chốt rồi thì các bạn cứ việc inbox cho Thành cái mã số, Thành sẽ tiến hành lựa tương đồng cho mình các bạn nhé. Các bạn an tâm nhé, ở đây Thành còn rất là nhiều loại cá ha, và có thể lựa tương đồng cho mình đến khoảng 85-90% các bạn. Đó các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp cá siêu phẩm các bạn nha, coi Get Galaxy Gold. Và em cá trống này các bạn nhìn thấy cái form rất là đẹp nha, form gấu mình tròn ha. Form rất là hài hòa các bạn. Galaxy thì Galaxy muối tiêu, rất là sáng và rất là đều trên cơ thể của em nó. Cơ thể của em nó thì toàn bộ là màu đỏ, màu ghét rất là đẹp các bạn nha, màu ghét đỏ tươi luôn. Đó. Và bên cái bên là em cá máy đây các bạn. Đó. Em cá máy tông sạc tông với em cá trống nha. Em cá máy cũng rất là whip, màu rất là tốt. Vì các bạn những em cá máy mà được form như thế này thì rất là gắt luôn các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Này em cá trống này, Galaxy cực kỳ sáng các bạn nha. Đó, với bộ đuôi Star Tier này, khăn vàng đỏ tươi, nói chung là cái cặp cá rất là đẹp các bạn, màu rất là tốt nha. Cặp cá mang mã số 09 các bạn nha, Coiget Galaxy Gold. Các bạn thích thì anh báo cửa hàng các bạn nhé. Chiếc màn nhỏ của bạn, đây là cặp cá mã số 10 và đây cũng là cặp cuối cùng trong cái lô cá mà Thạch Anh chia sẻ đến cho tất cả các bạn trong cái ngày hôm nay. Trong cái lô này thì Thạch Anh lên có cá VIP, có cá tầm trung, có cá tầm khá cho tất cả các bạn lựa chọn. Có nhiều cái mức giá khác nhau để cho anh em có sự lựa chọn các bạn nha. Từ bởi vì như Thạch Anh đã chia sẻ từ đầu Tết tới nay đó, Thạch Anh chỉ lên cá giống VIP cho tất cả các bạn thôi. Còn một số anh em kia chưa có thể nào tiếp cận được những cái cặp cá đó. Trong cái lô này thì Thạch Anh sẽ lên có rất là nhiều loại giá và có rất là nhiều cái mức giá cũng như là những cái cặp cá nó chất lượng nó khác nhau ha. Các bạn thích thì cứ việc inbox cho Thạch Anh sẽ tiến hành lựa cho mình nếu mà cái cặp cá mình ưng đã được chốt rồi ha. Và các bạn lưu ý giúp cho Thạch Anh, tất cả các sản phẩm tại trại cá Beta Thạch Anh không có ship code các bạn nha. Các bạn thích cặp nào inbox cho Thạch Anh cặp đó và chuyển khoản giúp cho Thạch Anh sẽ lên đơn và gửi cho mình. Thạch Anh gửi đơn toàn quốc các bạn nha, và có bảo hành toàn quốc cho mình.
Đó. Vừa qua anh em nhà Thanh Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái em cá beta cực kỳ chất lượng, cực kỳ vip trong cái lô này. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ beta Thanh Sóc Trăng các bạn nhé. BVT khám phá sở thích beta Thanh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.